đã phát hiện ra một nơi cung cấp đồ chơi xe máy giá cả sát đáy thị trường, mà hàng hóa thì đa dạng và phong phú. Anh em tin được không? Hai chỗ anh em, đó là nơi Ngọc Anh Shop. Mình đang soạn một bill nho nhỏ cho tất cả anh em mọi miền đất nước đam mê, tin tưởng và ủng hộ mình. Nơi đây mình không chỉ bán hàng phụ tùng mà bán cả niềm tin, trao uy tín cho anh em, không khiến làm anh em thất vọng. Đây là mâm Raider 5 cây bản 4.6 chế full cho Raider nha anh em. Về là gắn như zin, bên mình tiện CNC, thẩm mỹ, sáng, đẹp. Trước là lòng đĩa vân 3D, dày, rất là thẩm mỹ nha anh em. Bên mình đã tiện để cho anh em đi là ngay tâm, chuẩn bài, về là gắn như zin. Vỏ thì bên mình rất là nhiều loại. Đây là vỏ Fidelity, size 14 inch và 17 inch, đủ các size từ 70, 80, 90, 110, vân vân. Anh em nào có nhu cầu inbox trực tiếp cho mình nha. Trước giờ thì anh em cũng biết là mình chuyên đồ Thái, thì đây là cùm TZM Thái Lan. Đó, đi kèm đó là kèm một số mặt hàng như là rổ xe bắc nè, bộ rổ xe bắc, đồng hồ, cạc TX1R, nói chung vân vân, kiền phuộc xe bắc đồ anh em là bên mình có đủ nha. Anh em nào chưa có hàng gì hoặc ý tưởng gì để dọn vô xe, cứ liên hệ mình để mình tư vấn, hoặc cần nguồn hàng để mở shop kinh doanh thì bên mình luôn luôn đáp ứng đủ cho anh em, đa dạng và phong phú các mặt hàng chính hãng công ty. Cảm ơn anh em nhiều.